Mời bạn Nam. Rồi. Mời bạn nữ. Rồi đi bạn. Dạ. Rồi, ngồi em gái. Chúng ta hãy nói lớn lên, trao đổi với nhau để cảm nhận đầu tiên là tiếng nói của nhau nha. Em xin chào chị Cát Tường, em chào anh Nguyễn Linh, cùng quý vị khán giả và bạn nam bên rạp bên kia. Em tên là Nguyễn Hoàng Anh, năm nay là em 28 tuổi. Em sinh sống và làm việc tại Vĩnh Long, hiện tại em là nhân viên văn phòng. Mời bạn trai giới thiệu. Dạ, em xin chào anh Nguyễn Linh, chào chị Cát Tường, chào các bạn khán giả, chào bạn gái bên kia. Em tên là Trương Tuấn Long, năm nay em 30 tuổi. Nghề nghiệp của em hiện tại là em làm nhân viên kinh doanh bất động sản. Hiện tại thì em sống ở Sài Gòn và em làm ở Nhân Trạch, Đồng Nai. Thì dự định tương lai là em sẽ về Đồng Tháp, quê hương của em để làm việc. Đồng Tháp thì cách Vĩnh Long có hai mấy cây thôi. Dạ, ở sát bên luôn chị. Sát bên, đúng rồi, nhưng mà có điều bây giờ đang hẹn hò nè. Đầu tháng sau là em về Đồng Tháp luôn rồi. Ủa? Đầu tháng sau là chỉ về công tác Đồng Tháp luôn luôn á hả? Dạ đúng rồi, em về chứ gần nhà em chứ gần gia đình đó chị. Rồi vậy thì quá dễ rồi ha. Dạ. Rồi bây giờ điểm mạnh điểm yếu của mình là gì nè? Điểm mạnh của em á là em vui vẻ, hòa đồng, với nhanh nhẹn và biết chăm sóc gia đình, chăm sóc thú cưng. Hả? Dạ. Em nuôi thú cưng gì? Dạ em nuôi mèo với nuôi chó. Nhiều không? Dạ 4 con mèo với 1 con chó. 4 con mèo? Dạ. Trời ơi, dữ vậy. Rồi. Còn điểm yếu của em á thì em đôi khi hơi nóng vội với hay quên. Rồi. Vậy thì ưu điểm, khuyết điểm của em trai là gì nè? Em chơi thể thao cũng khá, bóng chuyền, bóng đá, cầu lông, đặc biệt là em chơi cầu lông giỏi lắm chị. À vậy hả? Em cũng hát cũng được. À. Thì còn khuyết điểm thì chắc nói ra nó cũng vui vui đó. Em ở Sài Gòn thì ở chung với một đứa em trai. Thì buổi tối hai anh em thi nhau xì hơi, xì hơi. Xì hơi. Trời đất ơi. Gì vậy? Cái tự nhiên mà chị. Sao? Dạ. Rồi ai thắng? Chắc là em to con hơn, cái tiếng chắc của em lớn hơn quá. Sao đâu, cái đó là cái trời cho. Nếu ai không làm thì ốm o gầy mò. Thôi bỏ qua đi. Em trai em có mấy mối tình rồi? Chắc là hai. Mới đây thì là chia tay thì khoảng 1.5 năm, quen từ 6 đến 7 tháng vậy đó. Lý do tại sao chia tay? Bạn đó nhỏ tuổi hơn em tới 8 tuổi, trẻ con quá đó anh. Hai người không hợp nhau thì chia tay. Rồi bạn gái thì mấy mối tình em? Em có một mối tình chính thức cách đây cũng 5 năm rồi. Thì sau đó thì cũng bạn bè với người thân cũng giới thiệu em cũng quen thêm một người, nhưng mà quen được hợp thời gian ngắn thì không được tuổi. Kỵ là kỵ tuổi nào? Tí ngọ mèo dậu quá chị. Em tuổi ngọ nhưng là tuổi tí. Em tuổi gì, con gì em? Dạ em tuổi Thìn tinh Long. Vậy được rồi. Nghĩa là không kỵ mà cũng không hợp. Dạ cỡ 50-50 á chị. Mà nhà chịu không chứ để mà công ta dạ, quen. Có thể chịu tại vì 50-50 là được rồi đó chị. Rồi vậy được. Rồi bây giờ muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Dạ em muốn tìm một bạn trai là không có bị nói. Nhưng mà như anh Quyền Linh thì được. Còn em anh giống nhau á. Với lại là không bị hô, không bị mớm, biết quan tâm chăm sóc cho em, với lại không hút thuốc. Không hô, không mớm, không hói. Xét về mặt hói. Thì hơi hói. Giống anh Linh đó chị Tường ơi. Để chút tôi coi gọi gì nữa. Xét về mặt mớm thì không có món. Xét về mặt hô đừng nói thì Nguyên cũng không có hô. Dạ được. Xét về mặt mập thì có mập. Em thấy ổn không em gái? Dạ anh Linh coi giùm em là không biết anh coi cái anh gì Minh. Bây giờ nè em nói em không thích hói mà anh này anh bị hói rồi sao? Nhưng mà cỡ anh Linh là được. Cỡ anh hơn anh rồi sao? Hơi trùng bước tí. Hơi trùng bước ha. Hối thông minh mà sức thì tức với sợ. Phụ nữ tức hối, tức nghe chữ hối là khó chịu rồi. Suy nghĩ kỹ đi. Dạ kìa để coi xem mặt như thế nào đó anh ơi. Anh này hơi hối chút mà anh năng động, đẹp trai á. Dạ. Nhìn chắc chắn lắm nha. Dạ. Anh rồi. Có hút thuốc không anh? Hút thuốc không? Dạ không. Em không có. Dạ. Nhậu được không em? Dạ được. Em biết nhậu không? Cũng được anh. Cũng được ha. Chịu dạ. Đó anh ơi. Chịu không? Chịu. Rồi được á. Vậy bên kia đưa ra cái mẫu người lý tưởng như thế nào? Cao 1m55 trở lên là được rồi chị. Da trắng, tóc thì ngắn dài thì cũng được, thon thon xíu đi. Tại vì em cũng có cái ký lô á. Em tròn tròn. Mẫm mỉm ha em. Nó cũng gần tới đó rồi đó anh. Chưa, vậy là được rồi, chuẩn rồi.
hơi hói hói thôi ha. Hói hói mà hói này hói màu đen, hói có quéo quéo dạ, nữa ha. Cái này di truyền á chị. À, không có sao cả. Khi nào đám cưới? Nếu mà hợp thì 1-2 tháng hay là cuối năm làm được liền rồi chị. Em cũng gấp lắm rồi. Mắc gì gấp? Chị thích có con. Thích trai hay con gái? Trai gái đều được nhưng mà chắc phải đẻ nhiều nhiều cho vui. Anh có bệnh, anh có bệnh. Không dạ. Dị người không anh? Bệnh gì em? À, em có bệnh dị dạ, người. Tại vì em nghe nói là muốn có con liền á, tại vì thường thường. À vậy hả? Không không, bệnh là chắc chắn không có. Trời ơi, câu này có sâu sắc hết dữ hồn, hỏi cái hết hồn à. Tôi cũng hết hồn nữa, tôi cũng hết hồn nữa. Có dạ. Làm dâu không nè? Thật ra thì em chỉ còn sống với dì ruột thôi, mẹ thì mất rồi. Dì em dễ lắm. Cho nên cũng không có làm dâu gì nhiều đâu. Rồi, Vĩnh Long đi qua Đồng Tháp với ẹt cái gì? À, bây giờ mình gặp người thân cái coi nha. Em gái đi với ai? Dạ em đi với em trai với đứa cháu gái. Dạ chào chú Quyền Linh, chào chị Cát Tường ạ. À. Rồi chào em. Chào quý khán giả, em tên Long. À, em là em trai cô cậu của chị Hoàng Anh. Chị Hoàng Anh á thì ở nhà nói chung là thích nuôi mèo lắm. Nhưng cái gì cũng tốt, chỉ có điều là có tính trẻ con cho nên cần một cái bờ vai rộng để mà dựa vào. Thì em cũng cảm thấy anh là bờ vai cũng khá là rộng á. Hy vọng cho hai người cho nhau một cái cơ hội tìm hiểu nhau. Em cảm ơn. Rồi, cảm ơn em trai. Em đi với ai? Dạ, em đi với dì ruột của em và hai người em họ. Chào dạ. Dì. Chào dì. Chào MC. Vui không dì? Dạ vui. Dì thấy sao cháu dâu bên kia được không? Không chào dì. Cháu thì cũng dễ thương đó. Nhưng mà tùy theo con chọn thì cưới được chỗ nào thì dì chịu chỗ đó. Mà sao thì dì vui vụ gì mà dì cười dữ vậy dì? Thấy vui. Thấy vui hả? Thấy cháu quá. Mình lên đây là thấy vui ha? Vui. Rồi, kiến gì em gái? Dạ, em xin chào chị Cát Tường và anh Quyền Linh. À, nói về anh em á, thì nói chung là đi ra ngoài thì rất là được nhiều người bạn bè rồi đồng nghiệp quý mến. Dạ. Bạn thì nhiều nhưng mà bạn chung giường thì chưa có. Chị bên này á, thì em thấy là cũng hiền. Thì coi như là đến đây thì em cũng hy vọng là anh chị có thể cho nhau cơ hội để tìm hiểu nhau nhiều hơn. Dạ. Em xin hết ạ. Rồi, cảm ơn em gái. Bây giờ mở rào cho hai bên gặp mặt. Bắt đầu. Đó, bắt đầu đi. Anh có món quà tặng em. Cái này không? Dạ, em tặng anh. Dạ, cảm ơn anh. Sau khi mình mở màn ra rồi á, đúng bao nhiêu phần trăm là cái suy nghĩ trong đầu của em lúc nãy? Theo em nghĩ anh là một người vui tính, rất là tự tin, hài hước nữa. Em cũng thích một mẫu người hài hước vậy. Dù hói thì, ổn em? Cái vụ hói thì không, cái này không có hói. Ổn mà, hơi, thấy được mà. Hơi cao một xíu. Tôi dán lên coi hói không nè. Chán cao, chán cao. Thấy rồi cái thấy ta đẹp trai cái không hói đúng không? Hói dán là con nó hói dữ lắm chứ bộ. Dán là con nó hói dữ lắm chứ bộ. Có điều em ấn tượng cái quéo quéo vậy. Dạ, anh ấn tượng gì về em? Thấy em cũng dễ thương. Dạ, à. Em cũng hơi mỏng mỉm. Không, thật ra vậy cũng được rồi. Vừa chứ không, em không rồi. Dạ. Ví dụ như nếu mà có tí xa hơn nữa thì hai đứa cùng đi tập gym chẳng hạn. Dạ. Có thể tiến xa thì bao lâu mình có thể tiến xa hơn? Gia đình em cũng đang hối em dữ lắm. À. Cho nên là nếu mà tim em đập loạn nhịp hoặc là xét đánh đùng đùng gì đó thì chắc là bao giờ cũng được. Bây giờ có sẹt miếng nào, đã đánh đùng đùng miếng nào chưa? Dạ, chắc hơi... tăng tăng một chút xíu. Tăng tăng hả? Anh làm sao chích miếng điện nữa cho cổ tăng luôn coi. Vậy em xin hát một bài tặng cho bạn nữ ha. Bài. Dạ. Đi qua bao nhiêu khó khăn, đi qua bao nhiêu nỗi thăng trầm, đôi lúc anh mệt mỏi, chỉ có em ở bên là người mang đến cho anh những tiếng cười. Em ơi lại gần anh nữa đi, em hãy nhìn thẳng mắt anh này, anh sẽ rất hạnh phúc. Mỗi sớm mai tỉnh giấc, người đầu tiên anh trông thấy chính là em. Làm vợ anh nhé, anh có một bờ vai đủ rộng, một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em. Làm vợ anh nhé, anh luôn là người che chở, mang đến cho em sự bình yên. Dù mai mưa nắng. Quên mất.
Mưa nắng là quên rồi, Loan ơi, Loan ơi. Em rồi. Cũng muốn gửi một bài hát đến anh. Nhưng mà em hát một khúc có khi em cũng hơi quên lời. Rồi, không sao em. Dạ. Con đường xưa anh đi, vàng lên mái tóc thề, ngõ hồn dân tái tê. Anh làm thơ vu quy, khách qua đường lắng nghe, chuyện tình ta đã ghi. Những mùa trắng vu quy, vì mưa gió không về, chiến trường anh bước đi. Có nàng hoen đôi mi, khóc theo đường vắng hoe, hỏi còn ai cô chi. Dạ, em xin dừng. Em hát hay. Rồi. Ta hẹn hò thế nào đó, mình tính trước đi. Em chỉ còn ở chung với mẹ em á. Nếu mà sau này mình có thể tiến xa, tiến đến hôn nhân á, thì anh có ngại như mà em đi giữa hai gia đình để lo chu toàn hết hai gia đình không? Cái chuyện đó không ngại đâu em. Dạ. Anh thì cũng sống như vậy, anh thì đi qua đi lại thì gần thì nó dễ lắm. Anh có thích nuôi mèo không? Nuôi thì rất là thích, Sài Gòn á, anh không có nuôi. Dạ. Nhưng mà ở nhà thì vẫn muốn nuôi để đi về, chẳng hạn đi làm về có con vật này kia cũng vui. Vậy là anh không có ngại ha? Không, không ngại. Dạ, trời anh ơi, đừng có xúi con nuôi về, mèo. Ta mong gặp con người đi, không mong mong gặp con vật. Anh có hay ghen không? À, ghen thật ra ai cũng có ghen hết á, nhưng mà ít hay nhiều là nó là ở chừng mực nào. Đôi khi em đi công tác xa, về hơi trễ vậy đó, chưa có lo cơm nước cho anh nhiều thì anh có cảm cái thấy... đó thì mình phải nói trước. Dạ. Không, ví dụ như ở cái công việc của anh về sớm được, anh vẫn nấu được, nhưng mà phải báo trước nha. Dạ. Rồi, dạ. Bây giờ chúng ta hãy nhìn thẳng vào mắt nhau 15 giây các bạn cảm nhận về nhau và nói những cái gì mà chúng ta đang suy nghĩ trong lòng. 15 giây, bắt đầu. Thì mình đến đây là cũng cái duyên rồi. Dạ. Thì anh mong mình cũng cho nhau một cơ hội. Dạ. Để mình tìm hiểu, nếu mà không được thì vẫn làm bạn cũng không sao. Dạ đúng, em cũng mong thì chúng ta sẽ có những cái cho nhau cái cơ hội. Thì để mình tìm hiểu, thì nếu được may mắn thì mình sẽ tiến xa hơn, không thì mình được biết thêm một người bạn. Rồi, hết thời gian. Đặt tay vào nút bấm đi hai bạn. Chúng ta hãy suy nghĩ thật kỹ nha và đưa ra quyết định của mình. Bấm nút là để hẹn hò, để tìm một nửa yêu thương, để có thể tìm hiểu và tiến tới hôn nhân. Còn nếu chúng ta không cảm thấy đối phương phù hợp thì chúng ta không bấm nha. Không bấm vì bất cứ một lý do gì. Một. Hai. 3. Hết thời gian. Chúc mừng. Nào. Dạ. Tay đi, hai người đứng sát nào. Dạ, xứng đôi ha. Rồi. Xin phép hai bên hôm nay chúng ta bắt đầu hẹn hò với nhau đi bằng trai. À. Cho anh hẹn hò ba gì nói là hôm nay tụi con bắt đầu hôm hẹn hò với nhau gì đi. Xin phép gì hôm nay tụi con được hẹn hò. Dạ. Vì vui lắm, vì cười thôi. Dạ, anh không biết. Được không? Dạ được. Em thấy anh run rồi đó. Rất dễ thương. Dạ.